Xin chào quý vị, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay tôi đang đứng ở khu đô thị Ngọ Nến các bạn, một dòng xe tải cùng của nhà máy Trường An kế và xuất tất cả quý vị và các anh em là một cái dòng sản phẩm của Trường An Đông Phong lắp ráp ở Việt Nam. Các anh em, hôm nay ekip chúng tôi cùng gồm công ty gồm phần Đức Anh Thịnh thì sẽ giới thiệu qua với anh em một cái dòng xe của Trường An Đông Phong lắp ráp ở Việt Nam mình. Hôm nay đi sơ qua với anh em một cái dòng tải trọng là 8,4 tấn. Cái dòng này thì nói thật với anh em cũng phải chia sẻ thật, thì cái dòng con 8,4 tấn này trên thị trường anh em đang với thị trường hiện tại thì cũng là rất là khó, nhưng mà với cái dòng 8,4 tấn này anh em vừa mang về bãi quay video thử cho anh em xem, anh em có tham khảo đóng góp ý kiến cho anh em chúng tôi. Trước hết thì dòng 8,4 tấn này nhà máy thiết kế với thùng xe thì nhà máy thiết kế với chiều dài lòng thùng được 4m14, còn chiều ngang được 2m27, chiều cao bề ngành thùng được 74 phân. Đó là cái về phần kích thước lòng thùng xe. Với kích thước lòng thùng này thì anh em chúng ta có thể giải hiểu được là với chở được khoảng 7 khối. Đó là về phần thùng xe. Bạn quay phim, bạn quay qua cho anh em là xem là cái xe này nó có những ưu điểm, nhược điểm gì. Anh em cứ chia sẻ ở dưới cho anh em tham khảo thêm nhé. Lốp nhà máy thiết kế lốp 11. Lốp trước, lốp sau đều như nhau. Là lốp 11, lốp cao su Vina của Đà Nẵng. Lắp đặt lốp Đà Nẵng. Nói qua với anh em thế này, dòng máy của đời xe là đời 26 có, 27 có, vì đây là xe dòng xe tồn của chúng tôi, xe dòng xe ga cơ ấy. Thì có sẽ có hai loại. Trước ấy, năm 2016 thì nhà máy chỉ lắp ráp với cái cầu chỉ là cầu 9 tấn thôi. 2017 thì nhà máy đã thiết kế với cầu 13 tấn, cầu đúc. Đấy. Bạn quay phim quay cho tôi qua cái cầu xe đi. Cầu xe thì nhà đây hiện tại trước mặt anh em mình đây là cầu 13 tấn nhá. Đó, lắp ráp cầu 13 tấn. Rồi. Đó. Đây là bạn quay phim quay cho tôi nhiều khách ạ. Anh em cũng lăn tăn là cái chuyện là cái chassis của xe này nó có tốt không? Thì đây bạn quay cho tôi cái chassis lồng hai lớp nhà máy đã thiết kế này. Đấy. Taxi lồng hai lớp cũng chắc chắn rồi. Anh em mình qua xem cái động cơ đi. Động cơ con này nhà máy thiết kế với động cơ của máy ưu trai nhá. Máy anh em đang tính là máy 165 đấy. Rồi. Đây, cái nữa là anh em thử để ý tham khảo thêm là ben thì ben nhà máy thiết kế với ben ben bụng, ben chữ A đấy, chứ không phải ben đầu đâu. Đó, ben chữ A. Nhiều các bác ấy cũng không thích là ben đầu, nhà máy thiết kế con này là 8,4 này dòng là ben chữ A. Đó, xem nào, còn những cái gì để anh em mình tham khảo thêm nhé. Với cái dòng 8,4 này nhà máy thiết kế đã có điều hòa hai chiều theo xe này. Và cái ghế hơi nữa, có cả ghế hơi sẵn rồi. Rất hay. Đó cũng là cái điểm nhấn của cái dòng 8,4 này. Đấy, vừa rồi anh em mình vừa qua cái mẫu 8,4, tải trọng 8,4, máy ga cơ đời 2017. Đó, anh em mà cảm thấy nó phù hợp công việc thì hãy bình luận anh em ở bên dưới. Còn về phần video thì anh em xem có phần gì mà cần góp ý thì anh em cũng góp ý anh em ở bên dưới luôn. Xin cảm ơn anh em đã xem video. Xin cảm ơn. Everybody's hiding.